Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Giáo hoàng Francis. Ngày 27 tháng 7, nhận lời mời của Giáo hoàng Francis, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thăm Tòa thánh Vatican, hội kiến Giáo hoàng Francis và gặp Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin. Đây là hoạt động tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa hai bên trong vòng 7 năm qua, là một sự kiện rất quan trọng để hai bên trao đổi về thúc đẩy quan hệ cũng như hoạt động của Công giáo Việt Nam. Đánh giá về ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch nước đối với quan hệ Việt Nam-Vatican nói riêng và với cộng đồng Công giáo tại Việt Nam nói chung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ thời gian qua. Quan hệ Việt Nam-Vatican đã có những tiến bộ tích cực. Hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao, cũng như triển khai hiệu quả cơ chế nhóm công tác hỗn hợp. Từ năm 2011, đại diện thường trú Tòa Thánh đã vào hoạt động thường xuyên tại Việt Nam. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh nhà nước Việt Nam luôn nhất quán chủ trương tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo nói chung và công giáo nói riêng, phù hợp với Công giáo Việt Nam. Về phía Vatican, Giáo hoàng Benedict XVI đã ban hành các huấn từ, sứ điệp chỉ đạo chức sắc, tín đồ Công giáo Việt Nam thực hiện đường hướng đồng hành cùng dân tộc. Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt, khuyến khích cộng đồng Công giáo Việt Nam đóng góp cho đất nước. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng trong bối cảnh hiện nay, quan hệ Việt Nam Tòa Thánh phát triển tích cực cũng sẽ tạo nhiều thuận lợi cho sự kết nối giữa Tòa Thánh với Công giáo Việt Nam. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ mở ra những triển vọng mới cho quan hệ hai bên trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.